Nhiều hộ dân trồng mai phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang vô cùng lo lắng vì cây mai Tết bỗng dưng chết hàng loạt. Theo người dân, nguyên nhân khiến cho mai chết là do công trình bờ bao chống ngập tại đây đã gây ngập úng cục bộ kéo dài liên tục trong gần một năm nay. Và Tết sắp đến, nhưng mà nhiều hộ dân trồng mai thì lại đang rơi vào cảnh trắng tay. Chỉ còn gần một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Thân, thế nhưng những cây mai này lại đang rơi vào cảnh chết hàng loạt. Nhiều ngày qua, người dân ở đây đang bất lực chứng kiến cảnh vườn mai mà mình đã bỏ ra nhiều năm chăm sóc, chết dần, chết mòn. Vườn mai hơn 300 gốc, nhiều cây tuổi đời trên 10 năm này của gia đình anh Dũng, đến nay chỉ còn là những cành cây khô trơ trọi. 300 cây mai tôi giờ nó chết hết rồi. Mà hồi xưa chết là có đi trình tới chính quyền nhưng mà phường nào cũng không lên giải quyết. Đi nguyên nhân chết là do gì? Là do bờ bao làm động nước lại ngập. Tối mai bây giờ nó chết, như của tôi bây giờ nó chết khoảng chừng 1000 mấy gốc. Bây giờ còn khoảng chừng 600 gốc. 600 gốc này bây giờ cũng đang chuẩn bị chết nữa. Khu vực này mọi năm người dân trồng nhiều loại hoa cảnh khác nhau cung cấp ra thị trường Tết. Tuy nhiên, gần một năm nay tất cả đã chìm trong biển nước. Ở đây như ngày xưa chưa làm, lúc mà chưa làm bờ kè là hiện hữu là nước nó vẫn chảy vô sinh hoạt bình thường, người ta trồng tỉa vẫn bình thường. Đó, như lúc làm cái bờ kè xong rồi cái đồng ý là nó chống ngập thiệt, nhưng mà bây giờ hỏi mà nước đây nó ngập một cái mà nó ra không được. Hồi trước cô ở đây nha, ba mấy năm chưa bao giờ thấy ngập á, mà bây giờ từ ngày công trình nó làm mà nước cô mới bị vậy đó. Nhưng mà công trình làm ra đáng lẽ là để chống ngập chứ tại sao lại gây ngập? Thì bởi vậy mới nói, bởi vì mà cô mới thắc mắc uất ức cái chỗ đó đó. Lại nó làm đường cao vậy á là cho cô thoải mái ha, có nước ra vô. Đằng nãy nó làm ra cho cô mà lên nước ngập, giờ lại nhà cô coi nó nghiêng một bên mà nước dơ nữa. Theo người dân, tình trạng này chỉ mới bắt đầu xảy ra từ khi con đê chống ngập được hoàn thành cách đây gần một năm. Người dân vốn định cư ở đây đã lâu, còn đê chống ngập mới xây dựng, nhưng lãnh đạo địa phương này lại cho rằng nhà bị ngập, cây mai chết là do người dân không chịu cải tạo nền đất. Bản chất của cái đất của người dân chúng ta là trước đây từ năm 2013 đến nay thì nó đã trũng so với lại cái mực nước và cái đáy rạch tư trang. Nên là cái tình trạng này là nó bị ngập, đó là cái nguyên nhân chính. Nguồn thu nhập chính của những hộ dân ở đây năm nay chắc chắn không còn, tài sản mất đi, có lẽ họ cũng chỉ có thể đổ tại thiên tai.